Kính chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hiện tại bây giờ là 6 giờ sáng của chú chị bạn ơi. Mình đang đứng trước mộ của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Hiện tại giờ ở đây chưa có ai hết. Mình đến đây thì lúc nãy thì đã vào trong thắp nhang cho chú rồi, và thắp nhang xung quanh mộ phần của những nghệ sĩ gần ở đây. Hiện tại thì ở đây thì chưa có ai hết nha mọi người. Nhân viên cây xanh ở đây thì cũng chưa có đến. Người mà biết bao nhiêu người tiếc thương thật sự, mà khi mà chú cho xem cái đoạn clip á, mà bữa mà bầu show nói hình như là có nghe cái đoạn clip mà chú kể cho con cháu của chú nói về mà giới thiệu chương trình MC, chú nói là MC đó giới thiệu sai rồi đó. Phải giới thiệu là hình như là nghệ sĩ Út Bình Lan trước. Rồi xong rồi tới chú gì, nghệ sĩ gì đó con cũng quên rồi. Rồi xong rồi tới Minh Dương. Rồi tới Lệ Thủy. Rồi mới tới chú. Đây là con nói những gì mà con nghe được từ chú, chứ con không có nói là thêm nghe chú. Thì con nghe cái lời nói đó mà chú nhắn với con cháu chú đó, thì thật sự con rất là xúc động và kính trọng chú rất nhiều. Chú còn nói câu Vũ Linh vẫn là Vũ Linh mà, đừng nói ra sao lớn gì hết á. Cái này là con nói thật. Khi mà xem đoạn clip đó thì con rất là tôn trọng chú, cũng như tất cả những bà con ở đây và đến đây viếng chú. Thì đoạn clip đó thì con mới xem ngày hôm qua. Con xem vô tình, con xem trên kênh của một kênh cải lương thì phải. Mọi người thấy không, chú rất là chỉnh chu trước khi mà đi diễn ca hát, hay là chú tập cho con cháu của chú. Thì thật sự mà nói thì phải làm cái gì mà cho nó thật sự ra là chỉnh chu. Mình đăng câu chuyện cũng vậy, thì có sao thì nói vậy. Tôn trọng người cũng giống như là tôn trọng mình.
Hiện tại ở đây thì chỉ có một mình đây thôi với chú. Không có ai hết. Tình cảm mà bà con yêu thương chú thật sự rất là xúc động, từ những bà con xa xôi đến đây, từ những địa lý, từ các tỉnh miền Tây, miền Trung, miền Bắc. Thật sự một nghệ sĩ bây giờ được như vậy khó lắm mà hiếm lắm. Nói bằng cái tâm chứ không phải mà nói mà để nói cho có qua lo. Ở dưới quê thì hồi xưa kế nhà có bác Bảy, thì con có đi qua nhà bác Bảy. Nhà con hồi đó không có tivi, đi qua nhà bác Bảy xem. Mà bác Bảy thì thích cải lương, thì buổi tối bác Bảy hay có cải lương, thì mà mỗi khi mà xây anten, xây mà cái tre mà bắt sóng phải ra xây, xây và phải đứng kìm cái anten lại. Còn nhớ khoảnh khắc đó mà tivi thì tivi bằng tivi trắng đen dặn cọc cọc cọc. Tôi nói đến đây thì chắc chú Vũ Linh biết mà. Tuổi nhỏ của con hồi đó đâu có mà mạng xã hội như bây giờ, chỉ nghe cái lương mà ngủ. Bao nhiêu năm rồi mới thấy một nghệ sĩ mà dân yêu thương đến như vậy. Xung quanh mộ chú là hoa rất là nhiều. Hiện tại giờ 6 giờ sáng rồi mọi người, hơn 6 giờ sáng rồi. Hiện tại ở đây thì chỉ có con với chú thôi. Và những cô chú nghệ sĩ xung quanh. Những video con quay thì ở dưới quê bà con cũng coi, má vợ con cũng coi, dòng họ con cũng xem, thì mọi người đều tiếc thương chú. Thôi chắc có lẽ thì mình cũng kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người vào video sau.